vị bà con đang theo dõi video clip của Hà Bưởi Ngon. Số điện thoại 0968129996, địa chỉ gần nhà văn hóa thôn 7, xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội. Đây là Hà Bưởi Ngon đang đánh cây giống bưởi cho khách hàng. Những cái bưởi diễn choai to như thế này là Hà Bưởi Ngon đánh gửi cho khách hàng ở trong gần chợ đầu mối hoa quả Thủ Đức, thành phố Thủ Đức. Chiều nay thì Hà Bưởi Ngon sẽ gửi xe tải Bắc Nam vào trong đấy. Những cây này thì đã bắt đầu có quả rồi, có cây đã được gần chục quả. Hà Bưởi Ngon bọc từ bóng đen lên. Gốc đường kính là từ 50 đến 60 và 65 đường kính. Cây rất to đẹp. Còn phía trong này là cây bưởi diễn. Cái bưởi diễn này Hà Bưởi Ngon bán cho khách hàng ở Lào Cai. Như những cây này Hà Bưởi Ngon đang bán là 150.000 một cây, tại nhà chưa có phí vận chuyển. Đường kính gốc từ típ 34 đến típ 42, thậm chí là típ 45. Đây, cây rất là to. Đây, rất là to này. Và được bó bầu rất là cẩn thận. Gửi xe khách được. Đấy, cây rất là đẹp. Quý vị bà con mà ai có nhu cầu mua cây giống bưởi đường chín sớm, bưởi diễn xịn, bưởi tam hồng thì liên hệ với Hà Bưởi Ngon qua số máy 0968129996, địa chỉ gần nhà văn hóa thôn 7, xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội. Số điện thoại trên có Zalo và Facebook. Xin cảm ơn quý vị bà con đã theo dõi video clip của Hà Bưởi Ngon. Anh ơi, cây em đánh về đây rồi nhá. Sáng mai anh qua lấy cây nhá. Sáng mai anh qua lấy cây. Em đánh xong đầy đủ rồi nhá. Đây là Hà Bưởi Ngon đang mang cây ra kho tập kết để ngày mai giao cho khách ở chợ đầu mối hoa quả quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là kho tại Hoài Đức, Hoài Đức, Hà Nội. Đây là cây bưởi diễn nhá. Cây bưởi diễn rất to đẹp. Đây là để trong kho khu tập kết để ngày mai chuyển đi Thủ Đức. Bà con ai ở trong miền Nam mà mua cây giống hoặc hàng hóa của Hà Bưởi Ngon thì có thể liên hệ với Hà Bưởi Ngon. Đây là cái kho vận chuyển Bắc Nam ở ngay đường quốc lộ 32, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Đây là xe là gửi đi khắp các tỉnh miền Nam hoặc từ miền Nam gửi ra miền Bắc là đều ở cái kho này.